Xin bà con cứ bình tĩnh lại đi. Thưa đại quan, thưa bà con, tôi có ý này, không biết là bà con ở đây thấy như thế nào. Thay vì bây giờ chúng ta ngồi đây đồn đoán ai là kẻ thủ ác, thì tôi và em tôi sẽ vào trong rừng để tìm manh mối, quyết đưa kẻ đó ra ánh sáng, trả lại cuộc sống bình yên cho tất cả bà con. Với lại chúng tôi vừa thông thạo cánh rừng này, vừa có một chút võ công, chắc sẽ không về tay không đâu. Bà con cứ yên tâm. Người của ta đông như vậy còn không làm được gì, liệu hai ngươi có thành công hay không? Không biết có được không nữa. Thưa đại quan, chắc có thể là do quân của ngài đông quá nên vô tình đánh trống khu chiên, khiến cho kẻ đó càng ẩn nấp sâu hơn. Nhưng nếu chỉ có huynh đệ tiểu nhân thì nó sẽ chủ quan và dễ lộ diện hơn. Nhưng mà như vậy thì nguy hiểm cho hai người quá. Dạ không sao thưa đại quan, tiểu nhân võ công cũng không tới nỗi nào, còn anh Tài đây nổi tiếng là sức khỏe vô địch, nên có thể là tiêu diệt được kẻ đó. Cho dù là cướp hay trần tinh ba đầu sáu tay thì chúng tiểu dân cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Thưa bà con, bà con thấy sao? À đúng rồi đó. Đúng á, cậu ấy nói đúng á. Hai cậu này á, vừa khỏe vừa can đảm, chắc sẽ giết được trần tinh. Anh Tài thì giỏi võ, năm nào cũng được giải nhất của làng, còn anh Dũng thì đâu có thua kém gì. Thôi được, nếu như bà con đã đồng ý thì ta cũng không có ý kiến gì nữa. Vậy hai ngươi hãy về chuẩn bị, ngày mai hãy lên đường. Nếu hai ngươi có cần vũ khí gì thì cứ nói với ta. Chúc hai ngươi tiêu diệt được kẻ ác và bình an trở về. Cảm ơn đại quan. Cảm ơn đại quan. Chúc hai cậu may mắn nha. Cảm ơn bà con. Bà con cứ yên tâm nha. Hai cậu rất cẩn thận đó. Quỳnh à, Quỳnh coi nè. Là máu người. Bên kia có hang động, Quỳnh à, mình vào đó đi. Khoan đã. Đệ, có thể đây là hang ổ của Trần Tinh. Dựa theo số xương người này, cho ta thấy con Trần Tinh này không phải là dạng dễ đối phó. Nè, Quỳnh khỏe hơn đệ, cứ để Quỳnh đi trước, đệ chỉ cần yểm trợ đằng sau. Dạ. Quỳnh hãy cẩn thận. Không có ai ở trong này hết, đệ cũng không thấy dấu tích của Trần Tinh. Chắc là Trần Tinh không có ở đây. À đệ, trời cũng tối rồi, hay là mình cứ nghỉ ở đây luôn đi, sáng mai mình sẽ đi tiếp.
và để ra ngoài kiếm ít củi để mình nhóm lửa. Nè, để cẩn thận đó. Đã biết rồi. Quýnh à, để tìm được ít củi để mình nhóm lửa. Quýnh ăn khoai đi. Nè, đêm nay có thể chặn tên số quay lại đây. Quýnh thấy như vậy, huynh đệ mình sẽ chia nhau ra canh gác cho yên tâm. Hay là để mệt rồi, để cứ đi ngủ trước đi, để huynh thức canh cho. Không, để chưa mệt huynh ngủ trước đi, để chưa buồn ngủ lắm. Khuya để sẽ gọi huynh về để đổi. Ừ, vậy cũng được. Nhưng mà nếu như mà huynh có ngủ quên, để phải nhớ gọi huynh dậy nha. Để nhớ rồi, huynh an tâm đi. Trời ơi, sao đêm qua đệ không kêu huynh dậy? Đệ thấy huynh ngủ say quá nên đệ không có kêu. Nè, chúng ta thỏa thuận rồi, đã chia ra với nhau rồi mà. Đệ làm như vậy rồi lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Có chuyện gì đâu huynh, đệ vẫn khỏe re mà. Thôi, trời cũng đã sáng lắm rồi, mình đi ra ngoài tìm Trần Tinh đi. Mà đệ nè, có thiệt là đêm qua không có chuyện gì xảy ra không? Trời ơi, đệ vẫn còn ở đây mà. Bộ huynh không tin hay sao mà hỏi vậy? Cũng không hẳn, tại đêm qua huynh ngủ say quá, không biết là có tiếng động đó là mơ hay thực. Huynh nghe hình như có tiếng khò khè, rồi cả tiếng bước chân nữa. Nè, có phải là đệ đi ra ngoài không? À không, đệ vẫn ngồi ở đây cả đêm mà. Đệ đâu có đi đâu đâu. Thôi, mình đi đi huynh. Đệ nghĩ là Trần Tinh không có ở đây đâu. Mình có ở đây cũng vô ích lắm. Ừ, mình đi. Đệ có ý này, nếu như tụi mình cứ đi chung với nhau thì vô ích quá. Bây giờ mình chia ra hai ngã, đệ đi hướng này, còn huynh đi hướng kia. Như vậy thì mình mau tìm được Trần Tinh, huynh thấy sao? Được, nhưng mà đệ phải hứa với huynh, nếu như mà tìm thấy gì thì đệ phải quay về đây ngay, không được hành động một mình. Chúng ta phải hợp sức lại thì mới mong thắng được Trần Tinh. Dạ, bây giờ cứ lấy cửa hàng này làm điểm hẹn, nếu như mà có tìm được gì hay không thì trời chạng vạng cũng phải quay về đây ngay. Huynh bảo trọng nha. Ừ, đệ cũng bảo trọng. Dạ. Quynh à, đệ xin lỗi, đệ không thể làm theo lời Quynh. Mới đó mà sắp hết ngày rồi, mình phải quay về thôi.
Đã về rồi hả? Nè, chuyện này là sao? Sao huynh không thể đụng vô người đệ vậy? Bởi vì huynh đệ chúng ta đã âm dương cách biệt. Đệ xin lỗi huynh. Âm dương cách biệt là sao? Đệ đang đùa với huynh đúng không? Đệ không dám đem tính mạng của mình ra để đùa giỡn. Huynh bình tĩnh, ngồi xuống nghe đệ kể mọi chuyện đầu đuôi. Đêm qua Trần Tinh thật sự đã đến đây. Vậy là huynh đã nghe đúng rồi. Tại sao đệ không cứu huynh vậy? Ban đầu đệ không gọi huynh vì thấy huynh ngủ say quá. Đệ có nghe tiếng khò khè vì nghĩ là Trần Tinh. Nhưng lạ một điều là chờ hắn cả đêm mà không thấy tấn công vào đây, nên đệ sợ là mình nghe nhầm. Đệ mới ra khỏi hang nhìn thấy một bóng đen, nên đệ mới vội bám theo. Đến bờ suối thì mất dấu nó, nên đệ đành quay về. Đệ tính sáng mai nhìn rõ hơn thì sẽ quay lại tìm kiếm. Tại sao sáng nay khi huynh hỏi đệ, đệ lại nói là không có chuyện gì xảy ra? Nếu như đệ nói thiệt thì chúng ta sẽ cùng hợp lực hợp sức lại để đánh bại được nó, là đệ sẽ không bị gì rồi. Tất cả là do đệ. Sợ gì sáng nay đệ không muốn cho huynh biết tất cả, vì không chắc nó có phải là Trần Tinh hay không. Với lại đệ cũng muốn giao đấu với nó trước. Đệ có phần chủ quan vì nghĩ mình đủ sức thắng nó. Còn như nếu có chuyện gì không may xảy ra thì đệ cũng chỉ có một mình, có chết cũng không sao cả. Nhưng huynh, huynh thì có vợ và con thơ, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ khiến cả nhà lâm vào cảnh khốn khó. Đấu với nó vài hiệp, nhưng con Trần Tinh này có lẽ không phải dạng tầm thường, vì nó hút máu nhiều người nên nó hấp thụ sức mạnh vô sâu, mà còn có phép thuật cao cường. Đệ đã cố gắng chiến đấu nhưng không thể thắng được nó. Đệ tưởng là đệ chết đi rồi, đệ tưởng là ta sẽ không thương tiếc đệ hay sao? Đệ xin lỗi. Tại sao đệ lại xin lỗi? Lỗi là ở chỗ của huynh. Huynh à, đáng lẽ đêm qua huynh không được ngủ, đáng lẽ sáng nay huynh phải hỏi đệ kỹ hơn, thì hôm nay đệ là tại huynh. Đệ, đệ có phải là mơ không? Huynh không tin. Đệ à, đệ mau quay lại đi. Huynh, huynh sẽ ở lại hang động đi chờ đệ về. Huynh không bỏ đệ một mình được. Huynh hãy nghe lời đệ.
Nếu như huynh thật lòng muốn giết chàng để trả thù cho đệ, thì hãy đi về hướng đông khoảng 3 dặm, nhìn sang bên trái sẽ có một hang động, đó là hang của chàng Tinh. Huynh hãy cầm đuốc khi vào trong hang, vì chàng Tinh rất sợ ánh lửa. Đó cũng chính là lý do vì sao đêm qua chàng Tinh không vào trong đây để tấn công mình. Con chàng Tinh này có phép thuật rất là cao cường, đề nghị huynh phải thật cẩn thận. Tuy nhiên đệ cũng phát hiện ra tử quyệt của nó. Nếu như huynh huynh hãy dùng lửa đốt vào hang của nó, dụ nó ra khỏi hang, sau đó huynh hãy đâm nó. Nhưng huynh phải đâm nó bằng cả hai kiếm của hai chúng ta gộp lại, nếu không nó sẽ quay lại cắn huynh cho đến khi chết. Huynh nhớ kỹ chưa? Được, huynh sẽ làm được. Dù có tan xương nát thịt thì huynh cũng sẽ cố gắng. Huynh cố gắng giết chàng để trả thù cho đệ và mọi người. Đệ hãy tin huynh đi. Đệ an tâm lắm, chỉ cần giúp được huynh tiêu diệt được chàng Tinh thì đệ đã mãn nguyện lắm rồi. Đệ không thể có gì hối tiếc vì về quyết định của mình. Huynh phải dùng cả hai cây kiếm của hai chúng ta cộng lại mới giết được chàng Tinh. Vĩnh biệt huynh. Đệ, đừng đi mà đệ. Đệ ơi, đừng đi, đừng. Đệ ơi, chỉ là mơ thôi sao? Chắc là đệ ấy không sao. Ủa, là thanh kiếm của đệ ấy. Vậy là đệ ấy chết thật rồi. Ha ha ha.